Chào bạn, tôi là Dương Văn Đức, là người quản lý sản phẩm trang sức trực tuyến Kodashop24h.com. Với kinh nghiệm cũng như uy tín nhiều năm trên thị trường Việt Nam, chúng tôi luôn chọn ra những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất của Hàn Quốc đem đến tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo cải thiện sức khỏe của bạn cũng như gia đình bạn. Và hôm nay tôi xin giới thiệu tới bạn sản phẩm Cao Linh Chi Gold Hàn Quốc. Như bạn cũng biết, Linh Chi là một thảo dược rất quý và tốt cho sức khỏe, đồng thời hỗ trợ điều trị một số bệnh nan y. Và ngày nay với công nghệ hiện đại thì các nhà khoa học đã chiết xuất Linh Chi thành dạng cao để cho chúng ta dễ dàng trong việc sử dụng cũng như bảo quản sản phẩm. Và sau đây tôi xin giới thiệu tới bạn một số công dụng nổi trội của sản phẩm. Cao Linh Chi Gold Hàn Quốc rất tốt cho cơ thể, nhất là trong việc giải độc gan, ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, phòng và chữa các bệnh tiểu đường, mỡ nhiễm máu, các bệnh về gan, mật, suy thận, giúp điều hòa huyết áp, chống suy nhược và béo phì, là sản phẩm bồi bổ chống suy dinh dưỡng. Cao Linh Chi Gold Hàn Quốc có tác dụng tráng dương, tiêu độc, bổ máu, tăng cường trí nhớ, làm đẹp và sáng da. Sau đây tôi xin giới thiệu tới bạn cách thức sử dụng của sản phẩm Cao Linh Chi Gold Hàn Quốc để phát huy hết tác dụng của sản phẩm. Và đây là sản phẩm của chúng ta các bạn nhé. Khi nhận hàng thì các bạn chú ý chúng ta kiểm tra hai bên đầu của sản phẩm. Đó, phải có tem của nhà sản xuất. Và ở khu vực này, đó là hạn sử dụng của sản phẩm. Bên đây đó là mã vạch của sản phẩm và tem của nhà sản xuất. Sau đây tôi sẽ bóc hộp sản phẩm. Ở đây là bên trong sản phẩm của chúng ta thì nó sẽ gồm là 5 hộp nhỏ, mỗi hộp là 50g, tổng trọng lượng của sản phẩm sẽ là 250g. Và khi dùng thì các bạn sẽ lấy một hộp ra. Chúng ta mở một hộp ra. Đó, các bạn mở nắp. Và bên trong đây sẽ là cái thìa. Có một thìa nhỏ để chúng ta sẽ đong sản phẩm. Và cách dùng của sản phẩm này đó là mỗi ngày chúng ta sẽ dùng 1 đến 2 lần, mỗi lần 1 đến 2 thìa nhỏ này, và chúng ta pha với nước ấm uống trước khi ăn. Vậy là tôi vừa giới thiệu với bạn toàn bộ công dụng cũng như cách thức sử dụng của sản phẩm Cao Linh Chi Gold Hàn Quốc sao cho hiệu quả nhất. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên khi nhận hàng từ kodashop24h.com, bạn sẽ yêu cầu kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Ngoài ra chúng tôi còn áp dụng chương trình đổi trả hàng trong 7 ngày nếu như bạn phát hiện ra sản phẩm của chúng tôi là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Hiện tại trên thị trường thì sản phẩm Cao Linh Chi Gold Hàn Quốc đang được phân phối với mức giá khoảng từ 900 đến 1,2 triệu. Nhưng khi bạn đặt hàng từ kodashop24h.com, bạn sẽ chỉ phải trả với mức giá 1 triệu đồng. Ngoài ra bạn không phải trả thêm bất kỳ một khoản phí nào khác. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, mời bạn truy cập trang web kodashop24h.com theo đường link để dưới phần mô tả của sản phẩm. Hoặc bạn có thể chat Zalo hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0976 148 590 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Cuối cùng, xin chúc bạn cùng gia đình luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.